Ở Sài Gòn mà đi làm á thì với mức lương bao nhiêu thì mới đủ sống vậy mấy bà? Bạn bè tôi sao nó bỏ Sài Gòn nó về quê hết trơn hết trọi à. Bạn tôi nó làm văn phòng lương 1 tháng 9 triệu mà phải trả tiền nhà trọ là 3 triệu, ăn uống cũng hơn 3 triệu rồi, xăng cộ 1 triệu nữa, tiệc tùng mua sắm thì cũng hơn 2 triệu. Làm ra tháng nào cũng không có dư hết trơn á. Nó nói nếu mà muốn có dư thì may ra chỉ có lấy chồng nhà Sài Gòn thôi. Mà đâu ra trai Sài Gòn có sẵn gì cho mà lấy. Thôi về quê làm rồi lấy chồng ở dưới cho rồi, chứ sống ở trên Sài Gòn lay lắc quá. Mà nghĩ hồi đó sinh viên mẹ gửi 1 tháng 2 triệu vẫn dư 500 ngàn, giờ đi làm tháng 9 triệu vẫn dư 500 ngàn, hay thiệt chứ. Mà tôi thấy ở Sài Gòn có tiền nhà trọ là đắt thôi. Mấy bà mà ở trong khu trung tâm á đầy đủ tiện nghi là 1 tháng cũng đã 4-5 triệu rồi, hết nửa tháng lương. Mà thuê nhà xa xa thì tiền xăng đi tới đi lui nó cũng vậy à. Bởi vì theo cá nhân của tôi thấy muốn trụ lại ở Sài Gòn á thì lương ít nhất 10 triệu trở lên thì mới đủ sống. Còn mà lương thấp quá thì đi làm chỉ càng ngày càng già thôi chứ.